Trời sáng hôm nay rất là mưa nhiều. Mưa ngày hôm qua, mưa đêm hôm và mưa sáng hôm nay. Tới giờ này là 1 giờ rồi mà trời vẫn còn mưa lớn. Mưa cái kiểu này thì lúa mà ai mà rụt rụt xuống là coi có thể là bị ngã. Đây, mưa này rất lớn, tại hiện nay là nước còn đang chảy đây. Theo như khí tượng thủy văn của Bình Thuận báo là đúng sự thật luôn, mưa rất là lớn. Có thể là trời mưa một ngày nay, đêm nay và ngày mai nữa. Và trời mưa, nước nhỏ giọt giọt hết. Đây nữa này. Cái này cho gọi là cái mưa đầu mùa nè, mà mưa sớm nè, mưa đầu mùa mưa sớm, nước trong đó nó tháo rồi, mưa này nó chảy đi hết rồi. Mưa nước tăng động luôn. Nước mưa này động ở chỗ đó là coi như mấy cây xài nó thấm luôn á. Một nữa là xài là thấm, hai nữa là mắng cầu bắt đầu thay đổi lá. Trời mưa quá không có biết cái chỗ nào phơi áo nữa. Mưa rồi thôi, mấy trái xài này nó phái lắm, chùm luôn, một chùm xài luôn. Xài năm nay là ít trái lại, mấy năm thì trái nhiều, năm nay là ít. Bây giờ là trời giảm cái lượng mưa rồi, hồi nãy là mưa rất là lớn, bây giờ là bắt đầu đã giảm lại. Coi chút nữa đây coi bắt đầu mưa lớn lại à. Mưa nước đóng đầy sông luôn. Mưa này mà nếu mà lúa ai mà chín rồi đó, mà dày á là chắc có lẽ là bị ngã. Còn lúa ai á mà chưa chín á, bữa nay mới chín sáp á là ngon. Mưa đầu mùa nhưng mà cũng mưa sớm. Ở phía xa xa nó mưa quá trời luôn, mịt mù luôn. Mưa sơ sơ mà nước nó đóng rồi. Đấy. Một chùm xài luôn. Xài năm nay lại ít ra trái. Không có nhiêu đây à.
anh chuột hamster anh ngủ à, các bạn đó chạy à, chuột hamster à. Đấy. Bây giờ trời bắt đầu mưa lại đó, mưa lại. Right now.